đang theo dõi kênh. Con chúc nhiều sức khỏe, luôn tươi vui trong cuộc sống và luôn an khang thịnh vượng. Con cảm ơn cô chú trong nước và ngoài nước thời gian qua đã giúp đỡ cho mẹ con của con, cho tiền con chữa bệnh, xây nhà đẹp cho con. Con xin thành cảm ơn cô chú và anh chị. Con cảm ơn cộng đồng thông cảm cho mấy chú đi làm thượng nguyện. Nhà mấy chú cắt cho con như vậy là được rồi. Nhờ mấy cô mấy chú ủng hộ và thương, đừng nói vô nói già, nói vô nói già về vào, cho mấy chú buồn tội nghiệp mấy chú. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Thì đây là ngôi nhà của bé Oanh, cô bé bán khoai 8 tuổi cùng mẹ của mình. Một thời gian thì đi nước Lào thì Bùi Hồ hôm nay quay trở lại đây để cùng với Đạt và anh Nguyễn An Giang để hỗ trợ các nhà cho bé Oanh cũng như mẹ của mình trong cái thời kỳ mưa bão này cô bác quý anh chị. Thì đây là Đạt. Đạt thì trước đây cũng đã cất những cái ngôi nhà cho kênh Bùi Hồ, những cái ngôi nhà rất là đẹp luôn. Trước á thì Bùi Hồ và Đạt cũng có qua để dọn các cái căn nhà, thì Đạt có thể thông báo lại cho kênh của Hồ á là cái căn nhà của bé Oanh là cắt bao nhiêu tiền và chi phí như thế nào hay Đạt ha. Thì nhà của bé Oanh này tổng chi phí hết hoàn thiện ngôi nhà hết luôn là 75 triệu. Ừ, gồm cả đi điện rồi luôn, điện làm bê, nói chung là làm hết luôn, chừng nào xong xuôi là hai mẹ con vô ở á. À, có nghĩa là toàn bộ ngôi nhà Đạt bao hết, kể cả đi điện, đóng la phong, đi bơi ở trong. Mình làm thêm cái mái che này ra cho cô luôn, cái này là làm thêm cái này ngoài phạm vi mét trong nhà luôn. Ngôi nhà của bé Oanh với mẹ là bề ngang là 4 mét, bề dài là 7 mét rưỡi. Thưa cô bác quý anh chị, chắc có lẽ là khi mà xem một cái đoạn clip này đó, có thể là nhiều cô bác quý anh chị hỏi tại sao cắt ngôi nhà của bé Oanh với số tiền cao như vậy. Thì cũng thông tin với cô bác quý anh chị, ở đây là ngay tại thành phố Long Xuyên, giật giá nó rất là khác so với ở quê. Để cho cô bác hiểu rõ thêm, với lại cắt một cái căn nhà thì nó cũng rất là khó khăn, nên cắt thì cắt phải cho nó cứng cáp và kiên cố. Trước đây thì anh Nguyễn anh có gọi một cái anh thợ anh nói là chỉ là xây hai cái dách với dựng tiền chế trên là nhiêu anh Nguyễn? 75 triệu. Còn Đạt thì sẽ tô bơi đóng lau phong luôn, là cũng có giá là 75 triệu. Đạt có chia sẻ với lại Bùi Hồ như thế này nè cô bác anh chị, về giá gạch thì như thế nào ở đây so với ở quê hay Đạt? Cũng như là xi măng hay là cát cao hơn, cũng một viên gạch như là cả 400 đồng. Ở quê là 1.000 đồng một viên, còn ở đây thì họ bán là 1.400 đồng một viên. Rồi xi măng cát đá hay sao? Cát thì nó cũng cao hơn nữa, một khối cát nó cao hơn cả 100.000 nữa. Vậy hả? Ở thành phố, ngay tại thành phố Long Xuyên, thậm chí là cái tiền mà thuê thợ hồ á nó cũng mắc hơn. Ví dụ thuê thợ hồ ở quê là nó khoảng 200-250, thì ở đây thợ hồ phải là khoảng 300.000. Nó mỗi cái chi phí nó đội lên một ít vậy. Thì Đạt nó nhận giá 75 triệu thì anh Nguyễn anh chịu liền. Anh Nguyễn anh chia sẻ cái cảm xúc của anh mà khi Đạt nhận với giá tiền là 75 triệu anh Nguyễn. Thì vừa qua đó thì cũng có nhờ cái anh thợ đó anh đến anh xem để anh định giá. Anh nói là căn nhà đó thì cũng không có giống như Đạt nói. Đạt thì rất là chi ly từ tí toàn bộ căn nhà luôn, la phong rồi đèn điện rồi cái mọi thứ luôn. Thì cái anh thợ lúc trước anh chia sẻ lại là chỉ là làm hai dách, rồi dách sau dách trước chứ không có đôn nền. Đó thì khác biệt về cái đôn nền đó. Thì ở đây đó, thì ở thành phố thì cái giá cả thì thợ anh nói là thợ phải cao hơn. Thì theo so như bên Đạt á, bên thợ bên Đạt thì nó rẻ hơn. Điều đó thì khá là dự ý, về rất là mừng về Đạt được nhận lời. Đó cũng mong muốn được Đạt đến đây để mà hỗ trợ đồng hành cùng cắt về cái căn nhà cho con bé Oanh đó, hai mẹ con, để chúng mưa chúng nắng thì cũng rất là mừng. Thật ra thì cũng kiếm thợ rất là lâu rồi, anh Nguyễn cũng đắn đo cái việc mà kiếm thợ để cắt nhà cho bé Oanh. Thôi thì hôm nay thì cũng là một ngày qua đây thay mặt Mạnh Thường Quân thêm một thay mặt Mạnh Thường Quân để trao tiếp hỗ trợ cái chi phí cho gia đình của bé Oanh để cắt nhà. Anh Nguyễn thì hiện nay cái quỹ của mình là được bao nhiêu tiền anh? Thì bên kênh Bùi Hồ và Phong Bụi và Nguyễn An Giang là tổng số tiền là 60.670.000. 60.670.000. Trước đây em cũng có nói là sẽ tìm mọi cách hỗ trợ cho gia đình bé Oanh có một cái căn nhà. Thì hiện nay thì có một Mạnh Thường Quân gửi thêm 150 euro nữa. Thì thôi bây giờ vô đây đi, mình tổng cộng chi phí có thể là nhờ Mạnh Thường Quân sẽ hỗ trợ thêm. Chào con.
À, không ngày mưa gió là sao, ngủ sao rồi? Dạ, không có ngủ được, đồ của con cũng lâu khô nữa chú ơi. Lâu gì? Dạ, lâu khô. Lâu khô chứ lâu khô gì? Dạ. Đà, qua đây nè ngồi. Qua đây nè ngồi, qua đây ngồi. À, rồi à, ngủ ở đâu? Ngủ ở trên võng hay là ngủ ở dưới? Dạ, ngủ trên võng. Ngủ trên võng ha? Dạ. Rồi ngủ ngon không? Dạ không. Mưa nước có tràn không? Dạ có. Tràn rồi làm sao? Dạ đẩy. Đẩy nước ra? Dạ. Thường là đẩy ban ngày hay là buổi tối? Dạ hai bữa luôn. Bữa tối luôn? Dạ. Rồi không ra đi học lại chưa? Dạ rồi, bữa nay ngày đầu tiên con vô lớp con vui. À, rồi sao vô lớp thì gặp... Con gặp bạn nè, con gặp cô của con nữa. Mấy bạn có nói coi gặp con ở trên YouTube không? Dạ không. Con không biết. Năm nay là lớp 3 đúng không? Học lại lớp 3 dạ. Đúng không? À. Rồi có tập vở đồ đầy đủ hết chưa? Dạ con tính lấy bộ tập cũ mà cô con nói á, là năm nay là học bộ Trên Trời Sáng Tạo. Chân Trời Sáng Tạo. Dạ. Hình á là bộ đó không có xài được nữa. Rồi sao rồi? Dạ mẹ con tính chiều nay á, hai mẹ con lấy xe đạp ra tiệm sách. Rồi có tiền mua không? Dạ có, tích ra một ít để mua sách cho con đi học. À, con có được phân công làm chức vụ gì trong lớp không? Dạ không. Dạ, con thích dạ. Làm gì ở tổ trưởng rồi gì đó? Dạ hai. Mẹ đâu rồi? Dạ mẹ con đi vệ sinh rồi. Dạ. Hôm nay là chú Bùi Hồ nè, chú Nguyễn An Giang nè, với là chú Đạt thợ hồ lần trước qua có nhớ không? Dạ nhớ. Là chuẩn bị, dạ chào chị, chuẩn bị là vài ngày nữa, ra đây ngồi đi chị. Vài ngày nữa là cắt nhà cho con á, chịu không? Dạ vui. Xích qua đây chị. À, thông tin với chị lần trước thì em có dẫn Đạt qua đó. Dạ. Thì Đạt hỗ trợ các cái nhà mình toàn bộ là đóng la phong cho mình luôn nè, nâng nền lên nè. Rồi bơi cho mình nè, làm một cái căn phòng nè, xây nhà vệ sinh sửa lại nè. Rồi nâng cái chỗ rửa chén lên. Dạ. À, thì tổng hết chi phí á, là Đạt là cắt cho gia đình mình là 75 triệu. Dạ. Thấy chị thấy sao? Trời, chú Đạt cắt đi vì mừng lắm rồi. À, Đạt là cắt rẻ hơn cái thợ đợt trước kia quá chị. Dạ. Đợt trước mà chị nhớ là cái anh thợ kia không? Dạ. Anh đòi 75 triệu mà anh không có xây gì trơn á. Rồi là bây giờ như thế này nè, là thông tin với chị là khoảng bữa mấy qua làm? Năm mình qua dỡ nhà, mùng 6, nếu mùng 5 dỡ không xong thì mùng 6 mình dỡ tiếp rồi bắt đầu tiến hành làm luôn. Mùng 6 là tiến làm khoảng bao lâu hay Đạt ha? Cả nửa tháng mới là 20 ngày á. Dạ. Là Đạt là bao gồm công chi phí vật liệu xây dựng Đạt lo hết cho chị luôn. Bây giờ cái việc chuẩn bị đầu tiên là chị lo một cái chỗ để mà dọn dẹp nhà nè, để bữa mùng năm là Đạt qua dỡ nhà. Chị nói chú Bùi Hồ là ở phía sau mình trống thì mình để nhờ đi, chứ ở đây ở phố không phải cô chú thương mình là cũng vẫn giúp đỡ cho gạo mình ăn. Dạ. Nhưng mà ý của chị thì không có làm phiền cô chú. Dạ. Chứ không phải là gì, em thấy đi vô cái nhà chị thì cuối hết nó rất là chặt rồi cái đường hẻm đi vô đi ra nó khó nữa. Rồi chị không có làm phiền chứ không phải gì. Cái cô chú mới đem gạo vô cho một bịch nó đó, nó xây nhà đó, bịch này bịch mới nè, chứ cho mì nữa. Cho bịch. Ừ. À. Vậy là cô chú vậy là cũng quý lắm rồi. À. Tại ở phố mà chú thông dạ. cảm. Ờ, à, rồi chỗ nào mình trắng. Rồi ở quê như chị bán ở dưới đó, chị gỡ đồ rồi ngủ đi. Rồi dãy hè của nhà nước ví dụ ra mình rồi, mình dẹp qua thôi chứ cũng không lấy đồ của chị nữa. Đó. Dạ. Rồi cái là để giặt tư á, chị là ở ngoài đầu đường đó mình hỏi nhờ. Được, được. Để đầu đường ngoài đó. Là mình để ngay chỗ ngoài đường lộ á. Tại vì cái nhà trọ đó có con ở chủ nhà trọ chết người ta còn làm đám tang đó. Ừ. Cặp bằng để ở ngoài được. Ừ, để được. Trên dưới hè. Đi dưới hè nhà cô giáo thì giáo to với xe nhóc, cô dừng thổi hầu học sinh giỏi không á. Chỗ chiếc ba gác ngoài trước đó, chỗ đó. Thì, nhà trọ đó. Đó. Nhà trọ rồi thùng rác người ta để nó đó. Ờ, vậy là mình được. Để ở dưới đây là được nè. Để không có sao đâu. Ờ. Như là ý chị nói cái ba gác không mình kế bên mình để dưới cái đường này nè, ở trong đây xây nhà người ta cũng để vậy đó. Dạ. Lúc chị đâu có thấy bị gầy đâu.
có cái là đồ đạc của mình gửi nhà cô chú thì tiền thôi, cái ốm mới sao mình chống thì mình nhờ đẩy đỡ, ý của chị nói vậy đó. Chứ không có gì, ở phía sau là đất của Việt Kiều, người ta chưa có xây cắt mình để nhờ được. Rồi ở phố mình thấy nhà người ta đẹp cắt bạc thủy không, đồ mình vậy mình gỡ ngại mình chết luôn, đúng không? Chứ cô chú cũng thương cũng cho mình vậy. Đồ nữa mình gom lại đi, rồi một mình gom chỗ nào chỗ mình kê lên rồi mua ngủ mới mình chùm lại. Mỏi không? Mỏi hả? Rồi hỏi ngay cái cuộc sống của mình sao rồi chị? Thì cũng vậy đó, nhân phan gái danh thủ lẹ đi bán trầm cảm. Dạ. Ở trong đây nó bích bùng, ở đi bán thì có người này người kia, mình cũng như hơi thâm hơi lơm đồ, mình cũng vui á chú. Dạ. Rồi cái nó dần dần nó khỏe lên, rồi ở nhà có mình ên. Cái sức khỏe của mình sao rồi? Này ok rồi, nó hết mủ hết máu rồi. Trời, bữa gửi cho chú coi mẫu mà mủ máu chú kêu đừng 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 đó. Dạ. Nó ương lên hành nóng lạnh chết nè, nay được rồi nè. Ồ liền rồi, vết thương liền rồi. Vậy là bữa gỡ cho chú coi luôn. Mẹ Quan Âm đã nghe con sinh rồi đó. Dạ. Hôm nay sáng mẹ con ăn với gì? Dạ mẹ con á thì ăn cơm, con cũng vậy luôn. Dạ hả? Dạ. Ăn cơm với gì? Ăn chay hay ăn mặn? Dạ ăn mặn hết. Xuống núi à? Xuống núi vậy hả? Dạ. Rồi hôm ngày thì nghe vụ mà chú Đạt có qua dọ để cắt nhà đó, thì hổng gài có trông chú Đạt qua không? Dạ có, nhưng mà con biết chú Bùi Hồ, chú Nguyễn với chú Đạt chú nào cũng bận hết á. Rồi nhưng mà con có trông dữ không? Dạ có, nhưng mà Nguyễn nào con cũng dư bạn nữa. À hả? Dạ. Mà lúc mà nghe tin cắt nhà thì cái cảm giác của con sao anh? Dạ con mừng mà vui nữa chú. Dạ. Dạ. Vui như thế nào nói chú Hồ nghe được không? Dạ con vui khó diễn tả lắm. Con vui trong lòng vì mẹ con á hả? Gần có nhà mới để con học hành rồi. Mà lúc vô ở trong với bạn có khoe với bạn là chuẩn bị có nhà mới không? Dạ. Nhưng mà tụi con có phe nè. Bạn con mừng cho con rồi bạn con nói á vậy á nhà mốt á mẹ xây nhà xong á bọn tôi lại nhà bà học nhóm nha. Rồi con nói là sao? Con nói ok luôn. Dạ. Dạ. Lúc mà nhà mình chưa có cắt á, mình ngủ ở vỉa hè đó thì dạ. Mình đi học. Mình ngủ vỉa hè mình bán khoai đó thì mình đi học á, mình có mắc thở với bạn mình không? Dạ không. Mình bán mà mình đâu có làm gì sai đâu mà mắc cỡ. Có nghĩa là mình cảm thấy mình tủi thân, tại sao bạn mình có nhà ở nè, có nhà mới rồi, trong khi đó là mình lại ngủ ở vỉa hè, mưa gió tạt rồi mình không có chỗ học hành nữa. Dạ không, bạn bè của con bình đẳng như nhau, không có ai là nói á tôi giàu hơn ai hết trơn á, chơi vui lắm. Vậy hả? Dạ. Nhưng mà bạn thì không có nói rồi, nhưng mà con đi ngang gặp bạn của con á là đi rồi có xe đi rồi hai mẹ con phải lội bộ rồi không có xe rồi đi xe đẩy nè rồi ngủ mưa nè tắm thậm chí là tắm ở dưới sông không có nước tắm luôn nè đó, thì lúc đó con bản thân của con tự thấy là mình có buồn hơn so với bạn không? Dạ không, tại vì bạn thì ba mẹ bạn làm được thì lo cho bạn vậy thôi, con cùng làm với mẹ con thì ba mẹ bạn á thì làm ăn ổn định thì bạn có cuộc sống á ước như mong ước của bạn, còn mẹ mình á thì làm không được. Lúc đó thì cái mơ ước lớn nhất của mình là cái gì? Dạ con ước á là mẹ con á hả mẹ mạnh sống với con. Dạ hả? Dạ. Con có ước được nhà lầu xe hơi không? Dạ không. Sao vậy? Tại á ước chi mà sức khỏe nhiều quan trọng hơn. Đúng rồi. Sức khỏe hay con? Dạ cái lầu xe hơi rồi tật nguyền bệnh hoạn rồi có đi được đâu. Dạ. Cũng mang theo được cái thứ gì đâu. Che mưa che nắng là được. Chú Bùi Hồ hỏi thiệt nè. Dạ. Vậy thì cái lúc mà bạn của mình đi học ra đó thì có ba mẹ đón, chiều có ba mẹ chở đi công viên thì lúc đó mình sao? Dạ. Mình đi bán, mình chạy về mình bán tiếp mẹ thì lúc đó là sao?
bán tiếp mẹ mà bạn bè con vẫn ủng hộ, mà bạn bè của con còn xuống chơi với con nữa. Dạ. Lúc mà không có nhà thì bạn bè xuống chơi thì mời bạn ở đâu? Dạ, mẹ con thì có mua ghế đó, con mời bạn ngồi. Hi, thì bạn ăn tay mẹ con. Còn mẹ bạn của con thì ngon. Bạn của con có tính tiền không? Dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì bạn con á cũng hay chỉ bài cho con, còn có lúc cho con ăn thì cho qua cho lại mới tội lòng nhau. Nhưng mà không tính tiền rồi mẹ lỗ rồi sao? Củ khoai mẹ lấy vốn mẹ bán chứ đâu phải khoai nhà đâu. Hảo ăn lắm, mẹ con á nó chia sẻ với bạn bè là tốt, mẹ con cũng vậy mà. Ví dụ mà cho hết vốn rồi sao? Nhưng mà bạn bè của con đâu có ăn nhiều đâu, bạn bè của con nhỏ xíu đâu bạn ơi, đại bạn. Chí á, mẹ của con á cũng dư tính lắm. Mẹ của con á hả, rất là phóng ván và vui vẻ. Mai mốt mà bán băng khoai cho chú Hồ 10 ký nha, đặng chú Hồ đem đi cho mấy bạn của chú Hồ đó. Dạ được, nhưng mà 10 ký lố quá chú ơi. Lố vậy thì cho chú Hồ về, chú Hồ đi cho mấy người khác, bạn của chú Hồ cũng thích ăn khoai nữa. Nhưng mà 10 ký á là nhiều tiền lắm mà con không biết bao nhiêu thôi. Nó khoảng 10 ký chắc khoảng chừng 500 ngàn à, nhỏ thôi. 500 ngàn đâu có nhỏ đâu chú, làm mấy bữa cũng mới được có. Thì kể, nó vậy mà nói thương chú Hồ. Con thương nhưng mà có con cho bằng tấm lòng mà chú, con có nhiều cho nhiều, có ít cho ít. Nhưng mà chú đói mà con cho bằng tấm lòng, chú không có ăn hay sao? Nhưng mà con á thì con có một ổ bánh mì thì con chia cho chú một nửa, con một nửa. Chú ăn hết đi, chú lớn hơn con, chú đi nhiều, con nhịn ăn bữa được không? Dạ được, nhưng mà chú ăn hết, nhưng mà nữa là chú ăn xong thì một hồi á chú cũng đói, chứ cũng đi mua đồ ăn nữa à. À, hôm nay thì qua cho mình hay thông tin vậy đó chị. Yeah. Để mình có cái tâm thế để mình chuẩn bị sau hơn nửa tháng nữa thì có nhà. Nói chung là thấy cái hoàn cảnh của chị với lại bé bán khoai thì tất cả mọi người đều thương và đồng cảm mà. Các nhà xong mong có mẹ con có một cái nơi ở ổn định đó. Mình bán rồi tối mình về đây cho bé Oanh ngủ ở trong cái ngôi nhà mới. Dù sao đi nữa thì bé Oanh cũng là một đứa bé gái rất là nhỏ, chị thì lại phụ nữ chân yếu tay mềm nữa, nên hai mẹ con bán thì cứ gửi đồ đó đi, thì sau đó về đây mình sẽ ngủ, nó sẽ ổn định hơn. Chị thấy sao? Đúng rồi. Dạ, con không biết. Cái cảm giác chuẩn bị có nhà mới chắc vui lắm à. Chú Hồ thấy cũng vui vui rồi. Dạ vui, sao dạ vui với mừng nữa, tại vì mẹ con á làm có chỗ ngủ ngon, mẹ con thì có chỗ học hành. Trong con thì hồi đó nhà con với mẹ là cứ bán khoai ở vỉa hè, có nghĩ rằng là một ngày nào đó thì hai mẹ con sẽ có được một cái căn nhà khang trang không? Dạ con cũng không biết nữa. Có khi nào nằm mơ con thấy không? Dạ không. Không, nghe lời bé Oanh là chúng được 8 tỷ rút 4 tờ luôn á mà trả lời không lấy đó. Gì đâu. 4 tờ luôn á. Mới đây nè, chị đâu có nói xạo đâu. Ai cũng ùng ùng lại nói bà bán chú chúng đặc biệt. Là 5 năm gì 66 5 năm 42 đó. Lấy 4 tờ luôn đó. Chị đó trong Phú Hòa bỏ bự con như nè, lại ép hoài mà bán không được, cái mình nói thôi đi mẹ không mua. Rồi nhỏ rút hoài, nhỏ năn nỉ mua đi mẹ. Không là không, nguyên xóm này chúng lừa hết nè. Vậy là phần tiền hãng phi liệu cũng chúng rồi, bà bán chuối là chị thủy chúng ăn ủi, bà tư giỏi chúng một quá dài dài, trong đó chúng lừ hết nguyên khu này nè. Ô chị ơi, sức giống như là chị như phần mình không có, đúng rồi, sức khỏe là hơn mà. Đúng rồi, bốn tờ luôn. Con muốn nói là gì với cô chú không? Dạ không biết. Cảm ơn cô chú chứ không biết gì con. Dạ con cảm ơn cô chú trong nước và ngoài nước. Trước hết là con cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ cho hai mẹ con của con. Nhà của chị mũi quá, ẩm thấp nó bị mũi quá luôn rồi. Đồ nhiều.
đồ nhiều. Ừ sao dũng nước đó chú. Dạ. Hầm mà. Hầm mà cỏ nữa. Những cái nào không cần thiết mình bỏ bớt đi chứ nhà chị thấy quá rồi, quá đồ xuống rồi. Nhưng mà ngoại con không cho có mấy cái bỏ được. Thì phải nữa để nó dục uống. Ờ, hôm nay á thì em đến thăm gia đình của mình để mà dẫn Đạt qua đây để mà có thể là đo đạc thứ tất cả cái ngôi nhà cho số liệu cho nó chính xác để mà cắt cái ngôi nhà mới cho mình. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, là em đến đây á là em thay mặt cho cô Nguyệt Ánh ở Pháp gửi cho mình là 150 euro thì nó tương ứng với khoảng 3.500.000 đồng. Đó thì đây là số tiền của cô Nguyệt Ánh ở Pháp, và cái số tiền anh Nguyễn An Giang á còn giữ của chị á của mình để cho mình quỹ cất nhà của mình là 60.670.000 cộng với 3.500.000 đồng là 64.170.000. Mà Đạt thì công bố thì cái số tiền là cất nhà là 75 triệu. Thì mong thì có cô bác của anh chị nào đó thì ủng hộ thêm để mà có thể cho hai mẹ con có một cái ngôi nhà ổn định. Thì bây giờ mở báo giùm em, lấy giùm em 3.500.000 chị, em gửi cho chị. Đây là 3.500.000 đồng, là 35 tờ, em đếm luôn ha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Đây, em gửi cho chị. Chú Hồ giữ giùm chị luôn đi. Tại vì em gửi cái phần này cho anh Nguyễn giữ luôn đi ha. Là tổng cộng là anh Nguyễn giữ 64.170.000 đồng. Thì nữa có gì em thì thường xuyên di chuyển, thì nữa có gì Đạt qua không biết á thì Đạt cứ hỏi anh Nguyễn về vật tư ở đâu nè, rồi lấy vật tư lấy như thế nào, vận chuyển như thế nào, còn gỡ vật tư ở chỗ nào đó thì họ nói với mẹ của Oanh á, hỏi người ta một tiếng ha Đạt ha. Thì đối với Đạt thì có muốn nói lời nào với lại cô bác Mạnh Thường Quân cũng như là chia sẻ những khó khăn trong xây dựng tại sao giá cao hơn hay là như thế nào đó thì Đạt có thể chia sẻ đi ha. Nói chung cái nhà này làm nó giá so nó cao hơn ở dưới quê. Tại vì nghe thành phố Long Xuyên nó vật tư đồ nó cao hơn. Đừng vô cao. Chứ cái nhà này nếu đúng làm ở quê thì cái giá nó không tới giá này. Làm ở quê chi phí nó thấp hơn. Với lại một phần là cái phần vật tư chuyển vô đây nó hơi xa nữa. Rồi như mình mướn người làm á, mình phải nâng tiền công lên cho người ta nữa. Dạ. Nó khó khăn là gì á. Thật ra thì Đạt làm rất là có tâm như thế này nè cô bác của anh chị. Đạt có chia sẻ rằng cắt một cái căn nhà nó rất là khó, và thậm chí là cả luôn cả một cái cuộc đời của chị chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được một ngôi nhà. Và anh em thì cũng nói là thôi cắt một cái căn nhà thì cắt cho nó kiên cố luôn, không những đẹp mà nó còn phải là bền chắc. Không phải sử dụng 1-2 năm nó xé tường, thấy đẹp 1-2 năm cái nó xé tường rồi nó hư, hai mẹ con ở không được nữa. Mà cắt khoảng vài chục năm ngôi nhà có thể nó kiên cố, nó khoảng 2-30 năm là chuyện bình thường không Đạt? 2-30 năm bình thường. Ngôi nhà phải đổ nền, đổ móng cho nó kiên cố, bơm cát vô đâu đó cho nó đàng hoàng, chắc chắn. Sau đó mới xây lên và tô bê đồ chống thấm để 2-30 năm. Chứ không phải là mình thấy một cái ngôi nhà đẹp rồi nó ở cái phần mà cái kết cấu bê tông á, nó không vững á, thì mình thấy nó bên ngoài vậy, nhầm khi là nó không đẹp thì lại tội nghiệp hai mẹ con nữa. Tại vì vài năm sau thì, hoặc là 1-2 năm sau thì muốn quay lại coi cái cuộc sống của hai mẹ con như thế nào, nhà cửa như thế nào. Quay trên nước phim cô bác của anh chị thấy thì nó rất dễ, muốn đẹp thì nó rất dễ. Nhưng mà để cho nó kiên cố và sống bền mà mọi người có thể nhớ nhiều quá thì phải cần chắc chắn. Và tâm nguyện của Đạt với lại Bùi Hồ với lại anh Nguyễn An Giang là muốn như vậy. Mặc dù chi phí nó cao hơn một tí xíu nhưng mà nó phải bền. Và Đạt thì cắt những cái căn nhà Bùi Hồ rất là ưng ý luôn. Có thể là chi phí nó đội cao hơn nhưng mà xi măng, bê tông rồi nó phải chắc chắn, không có thể nào mà làm sơ sài được. Đạt có hứa nói lên đạo với Mạnh Thường Quân không? Thì làm ngôi nhà này thì chắc thì theo cái quy cách làm mình xây dựng thì làm là bảo đảm chắc chắn. Như làm đó và mấy nhà bên kênh của Bùi Hồ sao thì làm ở đây cũng như vậy. Dạ. Bao nhiêu đó thì thôi chắc có lẽ là khoảng hơn nửa tháng nữa thì có một cái ngôi nhà mới thì cô bác quý anh chị sẽ biết luôn.
chứ bây giờ mình nói nhiều quá thì đôi khi nó cũng không hay như vậy. Nhưng mà có đến đây, một là thăm bé Oanh với lại trao tiền của Mạnh Thường Quân và cô Nguyễn Ánh ở Pháp á. Thứ hai nữa là cho thông tin cô bác của anh chị là tại sao cái ngôi nhà ở đây nó lại giá nó cao như vậy, để cho mọi người có thể hiểu rõ thêm. Thật ra làm cái công việc công tác thiện nguyện thì nó rất là khó, nó không có đơn giản đâu, nó nhiều khơi lắm cô bác của anh chị. Nó có gọi là cái nghề này gọi là nghề làm dâu trăm họ. Có người nói khen thì cũng có người chê, và có người thậm chí là như anh Nguyễn á, trước đây chia sẻ với cô bác của anh chị, anh Nguyễn có kêu một anh thợ. Anh thợ anh nói là cắt hai cái dách lên với lợ máy ở trên thôi là khoảng 80 triệu hơn nghĩ. 75 triệu. Thì anh Nguyễn anh bị người đọc bình luận, anh Nguyễn bị người ta chửi. Người ta nói này nói ra nói vô, nói giá vậy cắt ở trên trời, cắt như vậy là trên trời, xây lên không mà 75 triệu. Thật ra những người mà làm cái công tác thiện nguyện cũng chịu nhiều cái áp lực lắm. Đã là con người thì làm không thể nào nó tròn vẹn hết 100% được. Nó cũng phải có sơ sót, nhưng mà cái số liệu sai sót nó không có nhiều. Và mình muốn giúp là giúp cho những người cái hoàn cảnh khó khăn á. Thì thay mặt anh Nguyễn á, kênh anh Nguyễn Giang, thì mong là cô bác quý anh chị thông cảm. Anh Nguyễn thì chưa từng cắt nhà ngôi nhà nào, cũng đã chưa từng gia chạm với thợ hồ là như thế nào. Và cũng anh Nguyễn anh nói là đọc những cái bình luận nhầm khi tiêu cực á, nhầm khi là ngủ không được luôn. Mà đặt ra khi mà anh Nguyễn đứng ra cầm tiền để mà cắt cái ngôi nhà như thế này đó, là muốn cho hai mẹ con thôi, mà người chịu áp lực lại là anh Nguyễn, nghĩ rằng là anh Nguyễn này kia đó với anh thợ. Nên mong cô bác của anh chị á, khi mà xem video này á, thì sẽ đồng hành, mong cô bác của anh chị hãy hiểu thêm, đồng hành cùng kênh Bùi Hồ, kênh anh Nguyễn An Giang, để mà tiếp nối cho anh em có cái cơ hội tiếp nối giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn. Chỉ mong cô bác quý chị thông cảm hiểu cái nghề làm dâu trăm họ là nó như vậy đó. Thì chị có muốn nói là gì với lại Mạnh Thường Quân và tất cả mọi người? Con cảm ơn cô chú trong nước và ngoài nước thời gian qua đã giúp đỡ cho mẹ con của con, cho tiền con chữa bệnh, xây nhà đẹp cho con. Con xin thành cảm ơn cô chú và anh chị. Con cảm ơn cộng đồng thông cảm cho mấy chú đi làm thượng nguyện. Nhà mấy chú cắt cho con như vậy là được rồi. Nhờ mấy cô mấy chú ủng hộ và thương, đừng nó vô nó già, nó vô nó già vào cho mấy chú buồn tội nghiệp mấy chú. Con chân thành cảm ơn mấy cô mấy chú cộng đồng rất nhiều. Bé Oanh con có nói là gì không? Dạ con cảm ơn ông bà trong nước và ngoài nước, rồi cô chú anh chị đã giúp cho mẹ con chữa bệnh, rồi xây nhà đẹp cho hai mẹ con. Con cảm ơn rất nhiều. Con chúc ông bà trong nước và ngoài nước và cả những người đang theo dõi kênh, con chúc nhiều sức khỏe, luôn tươi vui trong cuộc sống và luôn an khang thịnh vượng. Nơi chú Nguyễn đừng có buồn đi, không là chú Nguyễn kêu thợ kia, chú Nguyễn bị nói quá, chú Nguyễn ngủ không được luôn. Mọi người ơi coi á, mọi người đừng có nói những bình luận tích tiêu cực như thế sẽ làm cho mọi chú Nguyễn rồi chú Bùi Hồ buồn nữa. Nên mọi người chú á, làm thiện nguyện. Hai chú là chú á, đừng kêu mọi người. Hai chú á làm thiện nguyện rất là khó khăn, giúp đỡ nhiều người nè, đi xa nè. Có bữa tới giờ ăn rồi mà các chú còn chưa được ăn nữa. Ông bà cô chú thông cảm. Nói ông bà cô chú ơi, nhớ thông cảm cho các chú nha. Và nhớ luôn á, theo dõi kênh của các chú Nguyễn và chú Mùi Hồ nữa. Thật ra thì anh Nguyễn là một người rất là ít tâm sự về cái vấn đề riêng tư của bác của chị. Cũng thông qua video clip này thì cũng nói luôn cái tâm trạng của anh Nguyễn, chia sẻ với anh Nguyễn để nói cho cộng đồng, cho cô bác của anh chị hiểu và có thể thông cảm cho anh Nguyễn nhiều hơn. Với lại Bùi Hồ, thật ra thì mọi người chung tay nhau một ít để mà cùng kết nối, để mà xây dựng cho những cái mảnh đời nó còn khó khăn á, có thể vượt qua những cái lúc khó khăn này để có một cái ý chí vươn lên trong cuộc sống. Thì một lần nữa thì tâm sự bao nhiêu đó để cho mong cô chú anh chị hiểu thêm, chứ không phải là như thế nào. Và một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn cô bác của anh chị đã xem video clip đến thời điểm này. Nếu như có thương thì hãy ủng hộ, like, share, chia sẻ cho Bùi Hồ cũng như là cho hoàn cảnh của bé Oanh với mẹ và những cái hoàn cảnh khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác của anh chị.